Nhỏ, trước tiên hãy dọn đồ chơi vào và sau đó quay lại để kiểm tra vệ sinh. Đâu là tủ khóa của tôi? Hãy giúp tôi dọn đồ chơi đi nhé. Hãy giúp tôi dọn đồ chơi đi nhé. Các bà nhỏ, hãy chìa tay ra cho cô xem có sạch không nhé. Momo, bạn làm trước nhé. Momo, bàn tay nhỏ xinh của bạn hơi bẩn một chút rồi. Móng tay của bạn dài quá, hãy cắt đi nhé. Nhớ rửa tay sau khi cắt móng tay nhé. Rửa lòng bàn tay và cổ tay để tay sạch sẽ nhé. Nhiệt độ nào? Nhiệt độ của Momo bình thường. Momo rất khỏe mạnh. Mimi, đến lượt bạn đó. Tay của Mimi quá sạch sẽ rồi. Hãy đo nhiệt độ nào. Mimi bị sốt và cần đánh bại cơn sốt. Hãy dán miếng dán hạ sốt. Uống nhiều nước sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Mimi, cô đã thông báo cho bố của bạn đến đón về rồi nhé. Xin chào cô giáo, tôi đến đây để đưa Mimi về nhà nghỉ ngơi. Bố của Mimi à, Mimi bị sốt và hãy để mắt đến cô bé nhé. Vâng, xin cảm ơn. Mimi, hãy về nhà nào con. Các bạn nhỏ, hãy nói với giáo viên nếu bạn không thấy khỏe ở trong trường mẫu giáo nhé. Hãy cùng nhau đến lớp nào. Các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một chiếc siêu xe bằng bìa cứng nhé. Vâng cô May May. Hãy làm một chiếc siêu xe đi. Đầu tiên, chúng ta hãy dùng kéo cắt bìa cứng. Sau đó, dùng dao để cắt thành hình chiếc ô tô.
lắp ráp bánh xe. Chọn loại cửa xe mà bạn thích. Chọn loại cửa sổ xe mà bạn thích. Hãy chọn đèn pha nhìn thật đẹp nhé. Sơn màu bạn thích cho ô tô. Tôi muốn lái xe. Siêu xe, hãy biến đổi nào. Đu đu, xe đang tới kìa. Chúng ta hãy cùng chụp một tấm hình nào. Chào các bạn nhỏ, đã đến giờ ăn trưa rồi. Hãy cùng nhau ăn trưa nhé. Bà nhỏ, hãy xếp hàng để rửa tay trước khi ăn trưa nhé. Không được đẩy nhau. Hãy giúp các bạn đứng thành hàng nào. Đến lúc ăn trưa rồi, hãy từ chọn đồ ăn nhé. Nhớ làm sao khi ăn trưa. Trước tiên, hãy bỏ một bộ đồ ăn vào trong giỏ. Hãy bắt đầu phân loại rác với cô nhé. Nhớ vứt rác vào đúng thùng rác tương ứng nhé. Cuối cùng, hãy làm sạch vết bẩn trên bàn. Nhỏ, nhớ đi vệ sinh trước khi ngủ trưa nhé. Tôi là một bé gái. Tôi là một cậu bé. Tôi là một bé gái. Tôi là một cậu bé. Tôi là một cậu bé. Tôi nên dùng phòng vệ sinh nào? Ngủ chưa? Các bạn nhỏ, hãy lên giường của mình nhé. Giường ngủ của tôi. Giường ngủ của tôi màu xanh dương. Giường ngủ của tôi màu vàng. Hãy nhớ đắp chăn khi ngủ nhé. Kéo rèm nữa nhé. Đau ôi không, quá. Momo bị ngã rồi. Hãy cùng giúp bạn ấy nhé. Đầu tiên,
hãy khử trùng vết thương bằng cồn. Sau đó dán cao dán vào nhé. Các bạn nhỏ không được nhảy ra khỏi giường nhé. Bây giờ hãy tham gia lớp học nhạc nào. Xin chào cô Mai Mai. Các bạn yêu quý, hôm nay chúng ta sẽ sáng tác nhạc từ những chiếc chai nhé. Mỗi chai có một lượng nước khác nhau và âm thanh khi gõ vào từng chai nước là khác nhau. Hãy thử xem nào. Hãy đổ màu vào trong nước nhé. Chai lên dây thừng cùng màu nhé. Gõ vào đây và lắng nghe âm thanh của những cái chai này nhé. Chúng mình cùng chơi với nhau đi. Chơi trốn tìm đi. Bạn cũng ở đây rồi. Thấy bạn rồi. Thấy bạn rồi. Ở đây nè. Ồ, họ đang trốn. Thấy bạn rồi. Thấy bạn rồi. Bạn cũng ở đây rồi. Bạn cũng ở đây rồi. Rồi, ở đây nè. Tan học, các bạn nhỏ hãy dọn đồ dùng và sẵn sàng chuẩn bị về nhà nào. Đâu là tủ khóa của tôi? Bạn có thể giúp tôi dọn đồ được không? Đó là tủ khóa của tôi. Bạn có thể giúp tôi dọn đồ được không? Hãy giúp mình tìm tủ khóa của mình. Hãy giúp tôi dọn đồ. Bạn nhỏ, hãy xếp hàng để lên xe buýt. Tạm biệt cô Mai Mai. Tạm biệt các bạn nhỏ.
Tạm biệt cô May May. Tạm biệt các bà nhỏ. Tạm biệt cô May May. Tạm biệt các bà nhỏ. Nhớ thắt chặt dây an toàn trên xe buýt nhé. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn.